Nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối. Cô bé như chùm hoa lặng lẽ nhờ hương thơm nói hộ tình yêu. Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi mà hương thầm theo mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm theo mãi bước người. Sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Long Nhật. 10 giây dành cho quý vị. Bắt đầu. Giây đã trôi qua và cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số mà quý vị đã bình chọn dành cho tiếng hát của cô gái xinh đẹp này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái ấy nhé. Xin chào bạn.
Dạ, lời nói đầu tiên cho phép em Lê Thu Hiền xin được gửi lời chào đến tất cả các anh chị nghệ sĩ khách mời. Em xin chào anh Bạch Công Khanh, em xin chào tất cả các khán giả đang có mặt trong trường quay và các khán giả đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt ạ. Sự kết hợp của bạn cùng với anh Long Nhật rất ăn ý. Và chúng tôi xem cứ ngỡ như là hai người đã tập trước với nhau. Nhất là những cái màn mà đổi chỗ cho nhau, rồi nhất là anh Long Nhật còn tính vuốt má của bạn nữa. Trong bài hát là hai anh em Long Nhật muốn ôm Thu Hiền lắm rồi tại vì Long Nhật là một người sống rất là tình cảm. Nhưng mà trong cái câu chuyện này là hai người này họ chưa nói được với nhau câu nào. Đây là lần đầu tiên anh gặp em. Và khi em cất tiền hạt lên, anh nói úp chát cái số 7 bằng máy mắn rồi. Phần đầu anh hạt cái tông của anh và chuyện tông của cho em rất là vừa vặn. Và Thu Hiền rất là thông minh và một cái người nghệ sĩ trình diễn, chỉ cần nhìn vào mắt anh thôi là em biết là phải làm gì. Cảm ơn em, mặc dù anh là hỗ trợ em để em tỏa sáng, nhưng mà cảm ơn em, mặc dù hai anh em mình chưa có tập giờ, không nên anh gặp em lần đầu tiên. Dạ, cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe những nhận xét của ba vị khách mời còn lại. Thật sự thì Quốc Đại đã làm việc với Lê Thu Hiền nhiều lần. Và hôm nay thì em đã làm rất tốt, giống như phong độ của em luôn luôn rất là ổn định khi bước lên sân khấu. Em luôn luôn biết mình phải làm gì ở sân khấu khi mà em đã bước những cái bước đầu tiên bước ra sân khấu luôn. Và em biết cách phối hợp cùng với anh Long Nhật, mọi thứ rất là tuyệt vời. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn anh. Chia sẻ của anh Quốc Đại. Chị chúc mừng em. Trong bài hát này em chẳng những hoàn thành xuất sắc mà nãy giờ chị ngồi chị nổi da gà luôn. Tại sao mà có một cô bé mà hát một cái giọng ngọt ngào mà hòa quyện với anh Long Nhật như thế. Ngay cả cái diễn xuất cũng vậy nữa. Ca sĩ quan trọng nhất là khi mình ở trong bài hát đó, mình diễn theo bài hát, mình cảm xúc theo bài hát. Cái đó nó cũng góp phần quan trọng. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngân Quỳnh. Tình yêu đó riêng cho em một đời mãi không quên, bài hát tặng em mối tình khát khao đời bao giông tố, đời nhiều trông gai anh vẫn yêu. Mãi mãi đời.
đời đã cho ta gặp nhau. Từ đây trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong, biết chăng lòng anh đã bao ngày. Người ơi xin lặng nghe lời con tim anh muốn nói. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao. Đời bao sóng tố, đời nhiều trông gai. Anh vẫn là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với ca nhạc sĩ Hoàng Bách. Nếu như quý vị chọn hãy nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B, và 10 giây dành cho tất cả quý vị khán giả bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với anh Hoàng Bách. Xin chào bạn. Xin chào 4 vị ban giám khảo, cũng như xin chào toàn bộ quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tự giới thiệu, em tên là Hoàng Tùng. Hoàng Bách và Hoàng Tùng thưa quý vị. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Một cặp song ca mà như quý vị thấy trên sân khấu nó rất là ăn ý với nhau, nhưng họ không hề tập trước với nhau. Tất cả đều là sự ngẫu nhiên. Lần đầu tiên hát trên sân khấu bài hát này, nhưng có thể nói đây là cái lần mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Tự nhiên cái ký ức của 17, 18 năm trước nó tự nhiên nó quay trở lại với mình. Mình mới nhớ lại lúc đấy mình đứng trên sân khấu như thế nào, và anh Lam Trường hát tặng mình trên sân khấu hai vợ chồng mới cưới bài hát đấy, cái cảm giác nhớ lại như thế nào. Lâu quá rồi. Bây giờ hôm nay cảm ơn Tùng rất nhiều, cảm ơn ban biên tập chương trình. Gắm nhận xét về tiếng hát của Hoàng Tùng luôn đi, cũng như là phần trình diễn vừa rồi. Phần thể hiện của anh á, cái tình cảm nó rất là dạt dào cảm xúc, nó rất là hay. Thế còn Kayo thì sao? Anh có thích màn song ca này không? Kayo rất là thích, lâu rồi Kayo không có nghe anh Hoàng Bách trình diễn live, mà phải nói là giọng hát quá khỏe, quá hay. Và một cái sự kết hợp giữa hai người tựa giống như là một cái phần trình diễn trên một cái sân khấu rất là chuyên nghiệp. Và Kayo thấy là em nên kiểu như là đi theo ca hát hay là tiếp tục rèn luyện thêm cái giọng hát của mình, tại vì một người như em cũng sáng sân khấu và biết di chuyển cũng như là thể hiện cảm xúc rất là tốt trong một cái môi trường như thế này. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Theo Gió. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một người nhạc sĩ. Đeo mắt kiến vào, bởi vì hai anh em chói lòa quá. Và hôm nay thì hai anh em hát với nhau quá là tuyệt vời, quá là hòa quyện. Và mình cũng có cảm giác đây là một cái bài hát nó được vang lên ở một cái đám cưới thì nó sẽ thật sự rất là hạnh phúc. Trời đất ơi, bấm một 7. Bây giờ sẽ là phai dấu cuộc tình. Xin mời anh Nguyễn Đình Vũ. Thank you.
đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa xôi. Một người về trong sầu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly từ đây, yêu đương hóa kiếp đau thương người. Đi rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hoài chờ mong mơ bóng em dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều, thật buồn may sắp theo nhau về. Sầu thương giăng kín lấp lối xi vắng, tương lai mịt mù, bóng em đã quá xa vời. Một mình lê chân lạc loài, lang thang đường về mùa khơi. Còn gì đâu em hỡi từng kỷ niệm, nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối vai bóng sáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ nay đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Để rồi chia ly từ đây, yêu đương hóa kiếp đau thương người ơi. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hoài chờ mong mơ bóng em dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều, thật buồn may sắm theo nhau về. Sầu thương giăng kín lấp lối di vắng, tương lai mịt mù, bóng em đã quá xa vời. Một mình lê chân lạc loài, lang thang đường về mùa khơi. Còn gì đâu em hỡi từng kỷ niệm, nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối vơi bóng sáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ nay đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, em ơi mình đành vỡ tan. Còn gì đâu em hỡi từng kỷ niệm, nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ nay đã phai tàn, cuộc tình xa đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Cuộc tình xa đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Cuộc tình xa đi vội vàng, con tim này đánh vỡ tan. Một tiếng một rất tuyệt vời đúng không quý vị? Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Nguyễn Đình Vũ. 10 giây của quý vị bắt đầu. Quý vị khán giả nhớ dành tình cảm yêu thương cho em cũng như anh Vũ nha quý vị.
Thời gian đã hết, cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và xin chào bạn, bạn hãy tự giới thiệu về mình nhé. Dạ, trước tiên thì em xin được chào bốn vị khách mời, cũng như là anh Nguyễn Đình Vũ, cũng như là MC chương trình anh Bạch Công Khanh. Em là Lưu Quốc Việt, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Thuận, nhưng mà quê hương của em thì ở Bảo Lộc, Lâm Đồng ạ. Lẽ ra hồi nãy á, lúc mà Việt hát là anh rớt nước mắt rồi. Bởi vì cảm xúc quá, tự nhiên quay qua dòm tới em một cái giọt nước mắt nó thụt ngược ra vô nha. Cái gì vậy trời, bên đây người ta đang hát say đắm truyền cả bên đây cái mặt. Anh ơi, cuộc tình xưa thì em phải làm em diễn giải thôi. Mây sáng nắng kéo nhau về là mình phải làm sao? Mình thì phải đó, làm mây về buồn liền, nó phải như nhờ, vậy. Thì nhờ em làm như vậy thì cuộc tình em mới thành cuộc tình xưa đó em. À, biết không? Nghe cái giọng của Việt hát mình thấy nó đầy đặn, nó hay và nó đầy cảm xúc. Và nó bắt miết mặc dù hát cái tông thấp nhẹ như vậy, trầm như vậy, rất là hay, cái giọng của em rất là đẹp. Mà gặp cái bài này anh cũng thích nữa. Tại vì chị thấy em bước xuống em có cảm giác như cái mặt em rất là lo. Chị cũng nghĩ là không biết cậu này có giọng hát có hát được hay không. Thì khi mà em đã điều chỉnh được cái mặt của em và bắt đầu cảm xúc của em vô cái thì em cất lên cái giọng hát của em. Rồi chị nói là bé này hát hay quá, và chị chúc mừng cái phần trình diễn của em. Thank you.
giờ kính mời quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Và mặc dù đây là tiết mục song ca nhưng mà các khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi mà thôi. Quý vị sẽ có 10 giây, nếu như chọn nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ thì hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào anh. Vâng ạ, và đầu tiên cho phép Hữu Phạm xin được gửi tới lời chào tới bốn vị khách mời cùng MC Bình Công Khanh, cùng toàn thể quý vị khán giả ở trong hội trường, toàn thể của khán giả đang theo dõi trên truyền hình ạ. Xin chào anh Hữu Phạm. Hú hồn luôn. Nãy ngồi dưới nghe trên này có ba người nam hát, không có ai hát cái giọng này hết trơn, cũng lo đúng không? Hên quá, hát cũng ngọt ngào quá trời luôn mà. Cảm ơn chị Vân Khánh ạ. Bây giờ anh Hữu Phạm sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại. Anh Kim Tử Long ơi, anh chỉ nói một điều thôi. Em khi mà em hát cái bài này đó thì những cái người mà người ta nghe về dân ca Bắc Bộ á, người ta sẽ rất là thích. Tại vì người Bắc phải ca giọng trầm như vậy á, thì thể hiện cái bài này nghe nó mới rất là đã tai. Em lợi thế, em có cái giọng đó và em ca với lại Vân Khánh đó, hai cái giọng nó rất là quyện với nhau. Cảm ơn chia sẻ của anh Kim Tử Long ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Xin chào Hữu Phạm. Dạ, chào anh. Chúc mừng bạn và chị Vân Khánh đã có phần trình diễn. Bách phải nói đây là phần trình diễn. Vì từ đầu đến cuối nó rất là ăn ý, rất là ngọt ngào. Khi bạn cất giọng lên thì thực sự Bách cũng giống như anh Kim Tử Long ạ. Bất ngờ có một cái giọng bass, với người Việt Nam mình thì giọng baritone bass nó rất là hiếm và nó cũng gây ấn tượng ngay từ đầu. Nó làm cho Bách nhớ đến những người bạn đã cùng hát chung với Bách cách đây nhiều năm. Và cái tình cảm bạn đặt trong cái bài hát này, nó thực sự nó rất là hợp. Khi nghe cái phần song ca này thì rõ ràng là mình tưởng tượng đây là một, đúng là một chàng trai sắp đi lính. Và cô gái đang rất quyến luyến cái tình cảm của chàng trai đó. Rất may mắn hôm nay cho chị Vân Khánh là chọn đúng được một cái đối tác mà Bách nghĩ là nó hoàn hảo cho cái bài hát này, cho phong cách của hai người ngày hôm nay. Chúc mừng chị và chúc mừng Hữu Phạm. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Ngọc Liên. Ủa giờ mình nói là như trên được không? Hai người nói hết rồi. Thì bây giờ mình chỉ nói thêm chút xíu nữa thôi là em ra tác phong của em, trời ơi, lịch lãm, đứng sáng với lại chị Vân Khánh luôn. Mà cái bài này lúc mà Vân Khánh hát lên một cái là chị cũng đang tò mò coi em có đáp lại được với chị Vân Khánh hay không. Mà thật sự cái sự hỗ trợ của chị Vân Khánh đã giúp cho em rất nhiều trong ngày hôm nay để mà em có được một đêm thật là tỏa sáng. Chúc mừng em. Xin một câu nữa được không ạ? Tại vì lâu lắm em mới nghe lại chị Vân Khánh hát. Thực sự là cái phong độ thì nó vẫn như ngày nào. Cái đẳng cấp thì khỏi nói rồi. Nhưng cái phong độ chị với bản thân em là một trong những giọng nữ em yêu thích ở dòng nhạc mang hơi hướng dân ca. Và thực sự là cảm ơn chương trình hôm nay là em lại được nghe chị hát lại một lần nữa. Người ta như người ta nói là như là nhai nút đĩa luôn, rất hay. Cảm ơn Bách rất là nhiều ạ. Chút xíu vô trong thì mời em cà phê. Cảm ơn. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các khách mời để dành cho tiết mục của Hữu Phạm và chị Vân Khánh. Đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai. Ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai. Bao đêm cô đơn mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Ôi, công chúa của tôi.
chợt nghe như tiếng anh cười, cỏ cây như muốn níu chân, nhà nâng câu hát ban đầu gió xưa tuyệt vời. Một mai anh sẽ quay về và môi mang bao thiết tha, bài ca in mãi trong lòng sẽ không nhạt ai. Đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lâu sau, cơn mưa nhớ ai, cho hạt mưa rơi góc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai, bao đêm cô đơn. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo sông mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đêm khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, nhìn mây mơ cứ trôi hoài. Dù là một ca khúc về mùa đông nhưng mà hai cô gái của chúng ta mặc đồ rất là quyến rũ, cảm giác như là không hề lạnh một tí nào cả, chỉ có chúng tôi lạnh giá trong tâm hồn thôi. Quá trời đó đất luôn à, MC thiệt là déo miệng déo mồm. Bây giờ sẽ là 10 giây dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiết mục này. Xin mời. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với cô gái đang đứng cạnh Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ em xin được chào các anh chị khách mời ạ. Và em xin được giới thiệu, em tên là Minh Phương. Và trong một số khách mời ở đây thì có một đồng hương của em, đó là anh Long Nhật. Em là con gái Huệ. Chỉ một chiếc lá rơi cũng làm em hoang sơ. Khi em bước ra là anh hoàn toàn yên tâm, bởi vì anh đi diễn với Minh Phương rất là nhiều, ngoài Trung, ngoài Bắc, rồi trong thành phố Hồ Chí Minh, và anh đã hiểu được giọng hát của em. Mà may mắn quá, chị Ngân Quỳnh, nghệ sĩ Ngân Quỳnh đã chọn em. Và hai tiếng hát nữ trầm, anh tô khàng khàng này thì chắc chắn Đêm Lao Sao là một phiên bản rất đáng nghe, một màu dấu ấn rất đẹp trong song ca Dạo Mặt lần này. Em xin cảm ơn anh Nhật. Cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Ngay từ câu đầu tiên của Đêm Lao Sao, chị Ngân Quỳnh cất lên là chúng ta đã bị rụng rời con tim rồi. Cái này là em chia sẻ thật. Và không biết là anh Thị Luân có cùng cái cảm giác đó giống Khanh hay không. Hôm nay nghe chị hát những bài về lãng mạn, ballad trữ tình thì giọng chị bao nhiêu năm nó không thay đổi, vẫn rất là lực, rất là mạnh. Tuy là giọng của chị là một cái bậc đàn chị rất cách xa với các bạn, nhưng mà là vẫn hòa quyện được cái bài hát này. Nó giúp khoảng cách giữa các thế hệ gần nhau. Em hát song ca với chị Ngân Quỳnh giống như là những đồng nghiệp với nhau và cùng thời với nhau. Và em tận dụng được cái quãng giọng của mình, em làm cho cái quãng giọng của mình nó đầy, nó không cần phải cao, nhưng mà khi mà nghe là nó vẫn có độ sáng trong đấy. Và anh thích những cái chỗ nhấn nhá của em.
nó tạo cái cảm xúc cho cái người nghe. Em đã hóa thân vào cái người con gái trong cái bài hát này. Xin chúc mừng em một bài hát rất hay. Cảm ơn chia sẻ của anh Sĩ Luân. Mặc dù đó là những lời khen, nhưng phản phất đâu đó trong ánh mắt của anh ấy chúng tôi cũng thấy đầy sự tiếc nuối. Phải chi mình chọn được cô gái Minh Phương song ca với mình anh nhỉ? Tình ái. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi. 10 giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay. Bắt đầu. Thời gian đã hết. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh và chào tất cả quý vị khán giả đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Lần đầu tiên cho phép Phát Anh Quân xin được gửi tới tất cả quý vị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe cũng như lời chào thân thương nhất. Xin chào Phan Anh Quân. Hồng Gấm cảm thấy như thế nào khi hát chung với Phan Anh Quân? Dạ, em thấy ở đây có quá trời lâu đài tình ái luôn. Đúng ý của em rồi đúng không? Không biết cảm giác của ba khách mời ngồi phía dưới như thế nào? Cả hai làm nên một bản tình ca rất là ngọt ngào. Mong rằng lâu đài này không xây trên cát ha. Với những cái bài hát này chúng có một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Và khi mà thấy một cái cặp đôi mà đẹp như thế hát, nó làm cho mình rất là sướng. Cảm ơn các bạn vì những gì các bạn đã mang đến cho khán giả hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của anh Hamlet. Tiếp theo Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Kyle. Kyle đã từng nghe bài hát này rất là nhiều rồi. Hầu như là đi đâu, đám cưới nào người ta cũng hát bài này. Quá nhiều phiên bản đúng không anh? Đúng rồi, nhưng mà hôm nay là Kyle thấy là với cái sự kết hợp của hai người, là Kyle thấy đó là một cái bài hát giống như mình được nghe lần đầu tiên á. Tại vì hai người đã ăn ý và kết hợp quá tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ của anh Kyle. Thế còn Hoàng Bách thì sao? Thực sự đây là một cái giọng hát rất là đẹp, hát chắc chắn. Tất nhiên khi hát với Gấm thì yên tâm rồi, hai bạn hát đều rất là chắc chắn. Cho Khanh hỏi cảm xúc của Hồng Gấm và Phan Anh Quân luôn, lần đầu tiên mình hát với nhau, nó như thế nào? Em cứ nghĩ rằng là bài này thì em phải song ca với một ai đó là nam, tại vì cái tông nó quá là cao. Giọng chị Gấm thật tuyệt vời quá. Và bây giờ sẽ là Sóc Sờ Bay, Sóc Trăng, thưa quý vị. Bà con cô bác ơi, em tới nữa rồi đây. Tuần trước là Út Mén dắt em đi thăm các tỉnh miền Tây, nhưng mà trong số những cái tỉnh mà em đi qua có một cái nơi rất là ấn tượng, đó chính là Sóc Trăng. Anh em 83
gửi lời chào đến tất cả mọi người, bà con cô bác. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mắt ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phố xa, đường qua Trường Khánh có người bạn qua, tuổi trẻ tuổi hia ư ta lư thiền. Và hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người biết về những đặc sản cũng như là những nơi đẹp tuyệt đẹp của Sóc Trăng. Và để làm một người hướng dẫn giúp cho mọi người biết rõ hơn về vùng đất này, xin giới thiệu người em của tôi. Mời em trai xuống đây nào. Em giới thiệu cho mọi người biết về quê mình nào. Về đây tâm thăm người bạn Khơ Me, nghe hát dù quê và điệu múa lâm thôn. Sóc sơ mãi bòn, tàu na bòn, tàu na bòn ơi. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng giữa rập bông. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Mời bà con cô bác đứng lên, nhảy cùng với anh em tụi em nào. Hey. Hey. Đẹp quá trời đẹp. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uốn dòng phố xa, đường qua Trường Khánh có người bạn qua, tuổi trẻ tuổi hia ư ta lư thiền. Về đây tâm thăm người bạn Khơ Me, nghe hát dù kê và điệu múa lâm thôn. Sóc sơ mãi bòn, tàu na bòn, tàu na bòn ơi. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng nhờ rợp bóng. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng như rợp bóng. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Bây giờ sẽ là thời gian cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Xin mời. Phải bấm chữ A thôi các bạn ơi. Có bài nào mà vừa ca vừa múa như vậy không? À, bấm chữ A giùm cho em. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Xin chào bạn. Dạ, chào anh Khanh. Chào tất cả các anh chị cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Dạ, em tên là
Trần Thanh Điện, và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Công việc hiện tại của Điện là gì nè? Dạ hiện tại thì em là một hướng dẫn viên du lịch. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm xúc của ba vị khách mời còn lại khi xem tiết mục này. Em không những có một giọng hát hay mà em còn có một giọng nói rất rất là hay. Khi em cầm em micro em nói chuyện, em đối đáp với anh Đại Nghĩa với lại anh Bạch Công Khanh, anh nghe được giọng của em không có bị mờ, bị chìm vô giữa hai người. Em có tiếng nói sân khấu, em có học về cái đó đúng không? Dạ không ạ. Dạ trước đó thì trước giờ em cũng chưa có từng học về thanh nhạc cũng như là về một khóa MC nào hết. Cái này là bản năng thôi. Ngày xưa thật sự là em cũng định là học nhạc viện. Nhưng mà sau đó thì em suy nghĩ lại là tại vì trong nhà của em, gia đình của em chưa có ai học đại học hết. Và hầu như là làm bằng những cái nghề tay chân như là nghề nông. Thì lúc đó thì em lại khi mà em đặt cái bút lên để mà em ký vào cái giấy tuyển đại học đó, thì lúc đó em lại suy nghĩ lại. Em nói là thôi mình chắc là mình sẽ học một cái nghề nào đó để kiếm tiền trước đã. Và sau đó thì mình hả phát triển về cái đam mê của mình. Thật ra cái giọng hát của bạn rất là ngọt ngào, Cường nghe Cường rất là thích luôn á. Và không biết bạn có ý định để có thể phát triển hơn, lấn sân vào ca hát hay không? Bởi vì bạn hoàn toàn có khả năng, thì không biết bạn có ý định đó không? Dạ có, đây là một cái đam mê từ nhỏ của em. Đến thời điểm hiện tại thì em cũng đã gọi là cũng đã đạt được cái những cái công việc như ý của mình rồi. Và bây giờ bắt đầu em dần dần chuyển sang lại cái đam mê của mình. Và em cũng rất là mong muốn có một cái cơ hội để mà có thể phát triển lên một cái con đường chuyên nghiệp hơn. Anh cũng mong là qua chương trình này cũng sẽ là một cái bước đệm để cho em tiến xa hơn nữa nha. Chị cũng đồng tình với em là bây giờ với cái giọng này của em thì em nên phát triển. Bởi vì khi em hát lên thì thật sự cái giọng của em nó không có một cái kỹ thuật gì hết. Nhưng bù lại nó hát tự nhiên, thoải mái. Giống như em nói là em làm nghề du lịch hướng dẫn viên vậy đó. Giống như em hát, giống như em nói, em giới thiệu cho mọi người vậy. Cho nên em hát em không có phải nghĩ là hôm nay là thi hay gì hết. Em hát với hết cái khả năng của em và em hát nhẹ nhàng, thoải mái. Và đó chính là điểm thành công của em ngày hôm nay. Chúc mừng em. Dạ, tụi em cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Bắt đầu bình chọn cho hai tiếng hát này. Nếu như lựa chọn tiếng hát của Mạnh Nguyên, quý vị sẽ nhấn phím A. Nếu như lựa chọn cho tiếng hát của Lê Thu Hiền thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn dành cho hai tiếng hát đã kết thúc. Bây giờ trước khi mà chúng ta biết kết quả thì Khanh rất muốn biết cảm xúc của bốn khách mời như thế nào sau khi thưởng thức ca khúc rất lãng mạn vừa rồi. Hồi nãy giờ chị với Quốc Đại với anh Nhật với lại Sĩ Luân nhìn nhau mà phải xít xoa luôn á. Khi hai em á cất tiếng hát lên rồi là không có làm cho bốn người này thất vọng một chút xíu nào hết. Phải công nhận là quá tuyệt vời. Hai bạn có chất giọng trùng với nhau, chúng ta cùng một thể loại và các bạn có cái kinh nghiệm xử lý ca khúc. Vì đây là ca khúc của nữ mà, tông của bạn nữ chọn và đây là bài hát thế mạnh của bạn nữ. Hơi khó cho bạn Nguyên. Tuy nhiên đây là một cái mà chúng tôi thấy được là bạn xử lý ca khúc thế nào đối với một ca khúc khác. Và bạn nữ thì mình hát bài hát mình bung hết cỡ ra như thế nào. Và rất hay là hai bạn hòa quyện với nhau đến cuối cùng bài hát rất mượt mà. Thật sự là khi anh thấy là Hiền và Nguyên là cao điểm nhất, anh nói ôi nếu mà hai giọng này mà kết hợp thì chắc sẽ ra một cái bản song ca rất là tuyệt vời. Bởi vì một giọng nữ cao và một giọng nam trầm. Và khi hai em biểu diễn thì rõ ràng cái giọng bạn nam như là một cái nền thật là vững chắc, rất vững chắc trong từng câu từng chữ. Mặc dù đây là một cái bài là em bị thiệt, nhưng mà
Mạnh Nguyên đã làm rất là tốt cái vai trò của mình, bởi vì đây là không phải là cái bài em chọn. Và anh cũng rất là thích cách chọn bài của Hiền, và em cũng đã chịu lép một xíu để tạo một cái bài song ca tuyệt vời như vậy. Anh cảm ơn hai em rất nhiều. Làm cái số phần như sao á, từ những Quốc Đài chọn Mạnh Nguyên và Lâm Nhật tròn trùng ngay Thu Hiền. Anh hay nói với Quốc Đài là anh yêu thì hạ Quốc Đài lắm, bởi vì Quốc Đài hạt rất lịch sự, anh thích cái từ lịch sự. Thì Mạnh Nguyên em y chang như Quốc Đài, em hiền lành, em lịch sự, em lịch lãm. Nếu như Thu Hiền y chang anh Long Nhật, tráo chuột từng chữ ngọt ngào, hai em đã tạo một bản song ca và điện về chương trình. Cảm ơn hai em, cảm ơn Thu Hiền đã chọn bài này. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các nghệ sĩ khách mời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Mạnh Nguyên cũng như Lê Thu Hiền là bao nhiêu. Mời quý vị cùng nhìn lên màn hình. Trước mắt chúng ta là 51% và 49%. Tên nhận được 51% sẽ là người chiến thắng. Và đó là Lê Thu Hiền hay là Mạnh Nguyên đấy ạ? Lê Thu Hiền! Như vậy, chúng ta cũng biết được người chiến thắng là Lê Thu Hiền với 51% là được bình chọn của khán giả tại trường quay. Chúc mừng bạn! Chúc mừng Lê Thu Hiền! Bạn đã nhận được phần thưởng của chương trình là 10 triệu đồng. Và cảm ơn Lê Thu Hiền cũng như là Mạnh Nguyên một lần nữa vì đã dành thời gian để đến với song ca giấu mặt. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều anh vẫn không thể tin lúc anh đọc thư ấy. Trong anh em ngỡ đi thật xa để anh lại ngủ yên.
đâu nếu ta không còn nhau. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều em vẫn không thể quên. Lá thư nằm trên cuối, dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em. Anh đã đi thật xa để em lại ngủ chúng ta cùng xa nhau. Em vẫn không thể tin lúc em đọc thư ấy, dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em. Anh đã đi thật xa để em lại ngủ yên. Đừng hỏi anh vì sao, đừng trách em vì sao. Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau. Đừng hỏi em vì sao, hãy hỏi anh làm sao nếu có quay về đến lúc nào anh lại xa. Bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với ca sĩ Kyle York. Các bạn có 10 giây, thời gian bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép em gửi lời chào đến 4 vị ban khách mời và tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Em tên là Võ Thị Yến Phiên và hiện tại em đang là sinh viên của trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào Yến Phiên. Có phải ngày hôm nay bạn bị sao xuyến chứ anh Kyle không? Tại vì khi mà nhìn bạn hát anh cảm thấy bạn có cái gì đó rất là ấp úng. Dạ, nói chung là trước khi mà đứng trước một chàng trai nào đó mà đẹp như thế này thì không thể nào mà không sao xuyến được ạ. Thôi, trước đây thì Phiên đã từng là một thí sinh của một cuộc thi mà Trương có chấm cho cái cuộc thi đó. Và Phiên là một trong những người đi đến rất sâu ở vòng cuối cùng. Bạn là người tranh giải gần cuối cùng. Cho nên là khi mà cất giọng lên là mình biết ngay là người quen. Và chúc mừng Phiên, hôm nay em cũng tiếp tục thể hiện bản lĩnh của mình với Kyle. Cảm ơn chia sẻ của anh Hamlet. Không biết ca sĩ Hồng Gấm cảm thấy như thế nào khi xem tiết mục này? Đây là một tiết mục rất là thành công. Cái ấn tượng ở chỗ nữa là anh Kyle lùi về hát bè để nâng cái giọng hát của bạn lên. Thì cái sự phối hợp này nó rất là ăn ý và cái hiệu ứng của nó rất là tốt. Chúc mừng. Và đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Dạ. Yeah. Anh Hoàng Bách có đồng ý không ạ? Lâu lắm mới nghe một giọng mezzo đẹp như vậy. Phải chúc mừng Kyle và em Phiên có một phần trình diễn tình cảm. Hai bạn rất tình cảm với nhau. Đây là một bài hát không có dễ để mà hát song ca. Yeah. Khi mình kết hợp với nhau lại còn chưa từng tập chung với nhau nữa. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách. Mời chị nhấn nút. Chị đã chọn căn phòng đây số 2. Bây giờ sẽ là tiết mục đổi thay. Mời quý vị cùng thưởng thức. Tim khô héo trong mọi mòn, nhà
Thời gian bình chọn đã kết thúc. Hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Hello, tôi Vinh cho phép Akikoa xin gửi đến quý vị có mặt trong tối hôm nay. Lời chúc khỏe, lời chào thân thương nhất ạ. Xin chào Akikoa. Khi mà ngày hôm nay em bước ra em hát, trời ơi là mọi người em đắm vừa cất tiếng hát một cái thôi. Anh Nghĩa, Bạch Công Khanh, bốn người như nhau hả? Thu âm sẵn hả? Ủa, sao cái gì mà giọng dép hả? Cái giọng gì mà cao vậy? Cái sau đó anh còn có một cái sự thách thức ngấm ngầm trong đầu để coi.
để coi bây giờ nó mới vô hết cái tông cỡ này. Chắc là điệp khúc hát lòn xuống. Anh quay qua nói chắc là điệp khúc em nó sẽ hát lòn xuống. Lúc đó em còn gì nè, chứ còn gì nữa. Nhưng rồi cuối cùng thì sao? Bé vừa hát lên cao mà các em với anh Nghĩa đâu còn nhìn nhau nữa. Em đi hát lâu năm chưa Khoa? Giờ em chia sẻ thật là em đi hát thì đi hát, em bắt đầu đi hát thì là được gần 10 năm. Wow. Nhưng mà em hát thì khác. Tại vì bây giờ em mới đi chung được chuyên nghiệp thôi. Ủa chứ trước đây em đi con đường nào? Trước đây em bán kẹo kéo anh. Là đi hát kẹo kéo bên ngoài đúng không? Dạ vâng. Và cũng hy vọng rằng song ca giấu mặt sẽ là một cái bước đệm giúp cho tiếng hát của Aki Khoa ngày càng đến gần hơn với quý vị khán giả. Chia sẻ của anh Nam Cường ạ. Xin mời. Khi mà bạn bước ra bạn hát á, Cường cảm nhận được và Cường thấy được có một điều gì đó hơi lo lắng ở trong bạn. Có, Cường có quay qua Cường nói với Khanh. Tại vì thấy cái điều đó, bạn cũng có một chút áp lực khi mà bước ra cái sân khấu này. Và mọi thứ đã tan biến khi mà bạn lên những cái nút cao á. Bạn là một cái người có cái màu giọng rất là đẹp và cái quãng giọng cũng rất là cao để có thể chinh phục nhiều cái ca khúc khác nhau. Dạ vâng, cảm ơn các nghệ sĩ khách mời một lần nữa. Con tim này đừng ngóng trông hao gầy, hãy đến bên anh đi để cho tình tròn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có tình yêu sâu kín cùng thương nhớ cho em. Người nói thương anh đi, người nói yêu anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trong hao gầy, hãy đến bên anh đi để cho tình tròn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. Đàn mơ rất dịu dàng, có chút tan vỡ chạm môi anh rồi, vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi. Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng khi em yên say trong giấc, và có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi, vì anh luôn mong được có em. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này hãy đến bên anh đi để cho tình trọn vẹn chúng, vì nơi con tim này luôn có. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy, hãy đến bên anh đi để cho tình trọn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ. Hãy đến bên anh đi,
chút yêu dấu tình ai. Người hãy đến bên anh này, nói yêu mình anh tôi, để cho lòng anh thôi nhớ mong. Quý vị thân mến, bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Chúng ta sẽ có 10 giây, nếu như chọn thì nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Dạ, là nói đầu tiên cho em gửi lời chào đến bốn vị khách mời, các khán giả tại trường quay và cũng như các khán giả đang xem trên đài truyền hình ạ. Dạ, em tên là anh Tuấn ạ. Dạ, hiện đang là ca sĩ tự do ạ. Xin chào anh Tuấn. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ba khách mời chia sẻ về tiết mục Trót Yêu này. Chị Ngọc Liên. Thật sự bước ra sân khấu là chị thấy em là chắc chắn là sẽ hợp với Bách. Đúng là Bách đã hỗ trợ cho em cái phần trình diễn này rất nhiều. Em nên cảm ơn Bách đi. Em hát một cách coi như là hết mình của mình. Và bè qua bè lại nữa, mà nhờ cái sự bè của Bách quá hay luôn. Cho nên cái bài hát này làm hai giọng của anh em, hai anh em là hòa quyện với nhau để có một tiết mục thật là hay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Em muốn nghe chia sẻ của anh Kim Tử Long và chị Vân Khánh. Bài Trót Yêu, giai điệu nó quá hay rồi. Rồi cộng hai cái giọng hát quá tuyệt vời nữa, thì nó bùng nổ ra. Tuyệt vời, chúc mừng. Chị Vân Khánh ơi, chị thôi, nghĩ gì? Ý này cộng lại như trên đi. Dạ, cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều. Và chúc mừng cho Dương Anh Tuấn. Bạn đã hoàn thành tiết mục của mình. Và chúng tôi hy vọng rằng phần trăm bình chọn của khán giả dành cho bạn cũng sẽ thật là cao. Cuộc tình anh dành cho em, đam mê đắm say kiếp kiếp. Em ơi, tìm đâu xa nữa. Em ơi, cuộc đời không đẹp như mơ. Đau thương dối gian từng giờ, yêu đương cũng như là mây bay qua. Tầm tay mơ trên núi xa nguồn gió. Em ơi, mùa xuân đang có trong tay. Một mùa xuân thật nản vui, yêu đương chắc cao đầy trời. Đau thương đã như chìm sâu vào rời xa giông bão vui như tháng năm không xa. Và câu hát say mê đời chợt cao vút. Cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi, mùa xuân đâu có bao nhiêu. Và em ơi, xin em hãy mơ thật gần. Xin em hãy coi ngày vui là
em đến không gian tuyệt vời, bỏ quên mưa gió rời xa giông bão, vui như tháng năm không già. Và câu hát say mê đời chợt cao vút. Cuộc đời như là chiêm bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi mùa xuân đâu có bao nhiêu. Đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần. Xin em hãy coi ngày vui là đây. Đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần. Xin em hãy coi ngày vui là đây. Hay quá. Bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của tất cả quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiết mục song ca này. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc và số điểm này chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật. Bây giờ thì hãy cùng Khanh gặp gỡ và trò chuyện nhiều hơn với chàng trai vừa song ca với anh Quốc Đại. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Minh Nguyên xin chào tất cả quý vị khán giả và chào bốn vị khách mời và chào anh Khanh. Em tên Minh Nguyên, em cũng là ca sĩ tự do. Dạ, quê em thì ở Đồng Nai ạ. Xin chào Mạnh Nguyên, bài hát vừa rồi thật sự giọng hát của hai người rất là hợp nhau luôn. Đây là một trong những bài hát gọi là bài hát mẫu của giọng nhạc trường tinh Việt Nam. Và Mạnh Nguyên phải cảm ơn anh Quốc Đại là bởi vì thế này, cái phần solo của anh Đại hát rất là nội lực. Và đến khi Mạnh Nguyên cất tiếng hát thì giọng ấy là một cái giọng bay bổng, nhẹ nhàng. Và Quốc Đại rất là thông minh, đã hát nhẹ lại. Tốt lực của Đại không còn hạt 100% công lực nữa. Và những nốt cao, những cái chỗ mà chồng lên cao, luyện lại cao thì Quốc Đại không còn hạt bằng nội lực thẳng nữa, mà em pha qua giọ, dạ thanh để nương theo cái tiếng hát. Thành ra là hai anh em rất là hòa quyền luôn. Nên là một lần nữa anh mừng nói rằng là anh rất là yêu Quốc Đại và cảm ơn em. Yeah. Cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Trường nào đã qua đã khiến ta gặp nhau, đến nay hóa ra biển sâu, chẳng thể nào còn trông thấy nhau. Lời nào anh đã trao đã trôi về đâu, tình nào ta khát khao đã phai tàn màu. Chỉ còn lại trái tim cứ đau thật đau, vết sao cứa sâu thật sâu, nhưng vết sao tựa những thương yêu. Vì tôi đã dâng trọn hết trong người, cả xác thân và tâm linh hồn, và tôi cứ yêu chẳng cần nghĩ. Vất vờ
và ta chưa xé nát tâm hồn nhau. Tại sao cứ yêu là cứ sầu, đôi vai nhau như nước quá cầu, rồi oan trách nhau sao mình mãi mãi không gần nhau. Tháng không biết nhau từ phút ban đầu, khi trái vẫn chưa uốn nhau và ta chưa sẽ nỡ. Anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em.
trái tim anh có hình bóng ai kia. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Đó là tiết mục song đấu của Vũ Đức Mạnh và Hải Phương. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như quý vị chọn Hải Phương thì nhấn phím A và Vũ Đức Mạnh thì nhấn phím B. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Chúng ta vừa mới được xem trình diễn của tiết mục không hề có tập trước. Đây là một màn collab, phải gọi là không có lời nào bàn nữa. Anh thật sự phải ganh tị. Anh ganh tị vì tụi em có một cái tiết mục quá xuất sắc. Và anh cũng ước gì anh được biểu diễn như vậy. Cái tiết mục này là đúng là bắt mắt, mắt nghe luôn. Chúc mừng hai em đêm nay thật là tỏa sáng. Bây giờ là sự may mắn thôi à, chứ hai người là cũng là 9-10 rồi đó. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Mặc dù thời gian chuẩn bị cho tiết mục này cũng rất là ngắn, nhưng mà chúng ta cũng thấy được sự ăn ý của hai bạn, cũng như là Vũ Đức Mạnh đây không phải là dòng nhạc sở trường của bạn ấy, nhưng mà bạn ấy cũng một cái nghĩa cử rất là đẹp khi mà nhường cho Hải Phương để chọn ca khúc của Hải Phương. Không biết anh Nam Cường thì nghĩ sao? Cường là vô tình chọn trúng hai bạn, có hai giọng ca rất là tuyệt vời và lọt vào đến cái vòng cuối cùng như vậy. Đó là một cái sự may mắn của bản thân Cường, rất là may mắn. Khi hai bạn biểu diễn trên sân khấu với hai giọng ca hay thì tạo thêm một tác phẩm tuyệt vời là điều hiển nhiên rồi. Và thật sự cảm thấy hạnh phúc với tiết mục này của hai bạn. Chúc mừng hai bạn. Phải nói rằng đây là một cái sự hòa quyện tuyệt vời. Và biết đâu sau cái chương trình này thì hai em có thể kết hợp với nhau, một đôi song ca ăn ý với nhau về ngoại hình lẫn về giọng hát luôn. Chúc mừng các em. Cảm ơn chia sẻ của anh Đại Nghĩa và các khách mời còn lại. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt lên màn hình chính để theo dõi kết quả. 51% và 49%, nghĩa là có một người giành được 51% và người còn lại là 49%. Và ai sẽ là người chiến thắng? Đó chính là người nhận được 51%, thưa quý vị. Trời ơi, thả biến cả anh. Và giọng hát giành chiến thắng trong đêm nay là người đã song ca với anh Nam Cường. Chúc mừng Hải Phương. Chúc mừng Hải Phương là giọng hát giành chiến thắng của song ca Dấu Mặt. Bạn đã mang về cho mình giải thưởng 10 triệu đồng. Cả hai tiếng hát này đều đã song ca với anh Nam Cường và chúc mừng anh Nam Cường một lần nữa.
anh thật rồi. Ngày sẽ đổi lại những giấc mơ trong đời. Bên nhau dù mai xa nhau, dù trong ký ức, trong những khung hình, nơi xa còn duy riêng nhau những nhiệm màu. Mang theo về mình an yên, chọn quên hết anh, chọn nhớ thật nhiều, rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy. Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng, mà người biết vẫn như pháo hoa tàn. Dùng thứ trao nhau năm ấy theo mây ngàn. Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời, còn mình ngắm
trắng tinh mới có hôm nào em còn thơ ngây bước trên con đường quen thuộc tây trường. Thế nhưng bây giờ em đã khôn lớn và đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp theo bước chân em tung tăng hát ca trên con phố này. Vì một người ngồi mãi thẫn thờ và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua. Mới có hôm nào em còn nơi đây. Mai ngồi nơi đây chờ bóng ai 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 ai. Mắt nai ơi xin đừng đi nhé em. Mắt nai ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua có như phong ba tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt nai ơi xin đừng đi cha cha. Hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng bước cha cha cha. Nào ta cùng hát cha cha cha. Cùng vui ngày tháng. Cho anh kia hơn ngày tâm hồn, một ngày nhớ, một ngày mong, đem lại lời thao thức bâng khuâng. Con tim mai khao khát đợi chờ trông, coi lòng âm mưu từng từng. Cô bé ơi, cô bé ơi, cô bé, cô bé ơi. Từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp theo bước chân em tung tăng hát ca trên con phố này. Vì một người ngồi mãi thẫn thờ và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua. Mới có hôm nào em còn nơi đây. Chờ bóng ai 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 ai. Mắt nai ơi xin đừng đi nhé em. Mắt nai ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua có những phong ba tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt nai ơi xin đừng đi cha cha. Hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng bước cha cha cha. Nào ta cùng hát cha cha cha. Cùng vui ngày tháng mong mơ. Mắt nai ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua có những phong ba tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt nai ơi xin đừng đi cha cha. Hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng bước cha cha cha. Nào ta cùng hát cha cha cha. Cùng vui ngày tháng mộng mơ. Đừng đi em nhé. Ô la ô cha cha cha. Chờ anh theo với. Cha cha cha, đừng đi em nhé. Ô la ô cha cha cha, chờ anh theo với. Ô la ô cha cha cha, cha cha cha. Quá là sôi động, một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả bắt đầu bình chọn cho tiết mục Mắt Nai Cha Cha Cha. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn dành cho tất cả quý vị khán giả đã kết thúc và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái vừa hát song ca với anh Sĩ Luân. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào anh với lại tất cả các anh chị, các cô, các chú, ban giám khảo cùng với tất cả các bạn có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Mơ Cát và hiện tại công việc của em thì đang là ca sĩ và mẫu ảnh tự do. Xin chào Mơ Cát. Thường thì bạn có hay hát bài này không? Hay đây là lần đầu tiên? Dạ đây là lần đầu tiên em hát ca khúc này luôn ạ. Ui chú trời. Bạn có chuẩn bị tinh thần là bạn sẽ phải hát với chính nhạc sĩ bài này không? Dạ nói chung là cũng có hồi hộp một chút xíu nhưng mà em không nghĩ là em lại song ca cùng với nhạc sĩ của chính ca khúc này ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm xúc của anh Sĩ Luân khi mà lần đầu tiên anh hát bài này với một cô gái rất xinh đẹp. Hay việc này nó đã diễn ra rất thường lệ? Dạ không ạ, thường em hát bài này một mình. Dạ. Ai cũng có thể hát bài hát này và nó mang lại một năng lượng cực kỳ vui nhộn trong sân khấu của chúng ta. Và rất là thương bạn Mơ Cát là khi mà bạn hình như là bạn nghe mình chọn bạn xong là bạn rất căng thẳng. Trong ánh mắt bạn mình thấy sự căng thẳng đấy khi bạn đi xuống, mình dắt tay bạn xuống. Và không biết bây giờ thì bạn có hồi lại cái linh hồn chưa? Là đỡ chưa? Dạ em vẫn còn run mà. Bởi vì Khanh nghĩ là các người chơi đến đây chắc chắn là phải run bởi vì họ phải tập rất là nhiều bài hát chứ không chỉ riêng bài Mắt Nai Cha 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 đúng không? 8 bài đúng không? Phải tập 8 bài. Phải tập 8 bài.
và không biết là mình sẽ hát bài đó với ai nữa. Cô có một lời khen con, cái giọng hát của con rất là sáng, nghe không có mờ nghe, liên tục luôn. Và cái giai điệu của anh Mắt Nai Chai Cha này liên tục, không ngưng nha. Yeah. Mà thấy bé nó hát tỉnh bơ, nó không có mệt một chút xíu nào luôn, mà rất là hòa quyện chung với lại nhạc sĩ. Dạ, em cảm ơn chú. Đây là lần đầu tiên Mơ Cá hát bài này, thì chú cảm thấy là con rất giỏi luôn á. Tại vì lần đầu tiên chú hát bài này, xin lỗi sĩ Luân là mình hát sai lời nhiều lắm. Còn hôm nay là Mơ Cá hát là hát đúng lời. Thành ra mình cảm thấy là làm như đó thôi là mình thấy giỏi rồi. Dạ, xin lỗi nhạc sĩ ạ. Cảm ơn một lần nữa những chia sẻ của các vị khách mời. Người yêu cũ, có người yêu mới, bước qua tôi sao tim bồi hồi. Người yêu cũ, có người yêu mới, tôi đứng yên nhưng lòng tôi rối. Người yêu cũ, có người yêu mới, bước bên nhau đoạn đường đi tới. Người ta thay thế tôi bên em, thay thế tôi yêu em, thay thế tôi quan tâm về em. Kẻ ở người đi lối vô tình.
đó là ca khúc Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái đang mặc một chiếc đầm rất là bí ẩn. Em chào anh, em chào anh Hà Nói Trương và chào các anh chị bên dưới và các khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu thì em tên là Quỳnh Như. Dạ, và hiện tại thì em đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của bạn là gì? Công việc chính của em là nhà sáng tạo nội dung về thời trang và idol live stream. Xin chào Quỳnh Như. Dạ vâng. Thế thì ca hát chỉ là niềm đam mê? Dạ đúng rồi. Tại trước đây thì em có theo đuổi âm nhạc nhưng mà hiện tại thì em lùi về sau nên là em sẽ hướng về thời trang nhiều hơn là ca hát. Bạn có nghĩ là hôm nay bạn sẽ song ca ca khúc này với chính tác giả không? Dạ không, chưa, em chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ Khanh muốn nghe nhận xét của ba vị khách mời sau khi thưởng thức phiên bản Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới lần đầu tiên trên song ca Giấu Mặt. Cái giọng của bạn á, thì thực sự nó rất là đặc biệt, không có xen lẫn vào ai được hết. Ví dụ bạn cất giọng lên là biết, ồ đây là Quỳnh Như. Thì mình nghĩ là bạn nên, mình vẫn có thể làm song song hai công việc mà. Và Gấm tin là bạn cũng sẽ hạnh phúc khi làm điều đó. Chúc bạn sẽ thành công trong tương lai. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Khánh muốn nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Cái đầu tiên là phải chúc mừng hai anh em tìm thấy nhau, hai bạn tìm thấy nhau. Đây là một bài hát rất là nhiều cảm xúc. Và nếu cái giọng hát nó chỉ thiên về một cái yếu tố nào đó mà thiếu đi cảm xúc thì sẽ không thể hát được cái bài hát này. Hôm nay em làm rất là tốt. Thực sự cái sân khấu này, cái bài hát này đúng thực là dành cho em. Và phải chúc mừng Hamlet Trương là tìm được thêm một người hát bài hát của mình hay nữa. Anh đánh giá em là một người rất là sáng tạo, tại vì em làm về thời trang và em đã thổi hồn vào bài hát này cũng rất là hay. Bài hát này tựa giống như một cái bài hát rất là nhanh, nên thật ra là nó đòi hỏi mình phải có nhiều cảm xúc đổ vào đó, và đặc biệt là mình phải rất là nhanh về cái lưỡi của mình để mà mình rõ lời và mình có thể xử lý cái bài hát này. Và anh nhận thấy em đã làm cái điều đó rất là tốt. Cảm ơn anh KO rất nhiều. Thời gian của anh bắt đầu. Và xin mời anh quyết định. Anh đã được cặp vòng số 5. Và bây giờ sẽ là tiết mục Yêu. Đập ta khát khao, yêu là bao sầu đau buồn phiền ta sẽ chia. Yêu là không cần chi dù cho đời đắng cay. Yêu là yêu ngàn đời xin dâng hiến. Yêu cần chi lời nói ngọt ngào nhưng trắng phai. Yêu cần chi ánh mắt nụ cười trong phút giây. Yêu mà sao người nỡ để lòng anh đớn đau. Yêu mà sao tình em vội lãng quên. Hứa chị em, hứa cũng vậy thôi.
không cần chi dù cho đời đắng cay. Yêu là yêu ngàn đời xin dâng hiến. Yêu cần chi lời hứa ngọt ngào nhưng trao phai. Yêu cần chi ánh mắt mà cười trong phút giây. Yêu mà sao người nỡ để lòng anh đớn đau. Yêu mà sao tình em vội lãng quên. Một đời cuồng si. Oh, oh, oh. Tình yêu không chỉ dù cho đời đắng cay. Yêu là yêu ngàn đời xin dâng hiến. Yêu cần chi lời hứa ngọt ngào nhưng trong phai. Yêu cần chi ánh mắt mà cười trong phút giây. Yêu mà sao người nỡ để lòng anh đớn đau. Yêu mà sao tình em vội lãng quên. Bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của quý vị khán giả dành cho cô gái vừa hát xong ca với anh Nam Cường. Nếu chọn, chúng ta chọn phím A. Nếu không chọn, sẽ nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Xin chào anh Bạch Công Khanh. Và xin chào tất cả quý vị khán giả cũng như là anh Nam Cường cũng như là ba anh chị khách mời còn lại ạ. Em là Hải Phương. Xin chào Hải Phương. Dạ. Ở cái ca khúc này á, Vũ thấy được cái sự tập trung của bạn rất cao độ. Khi bạn vừa bước ở chỗ đó xuống, đứng trong trọng, có nóng nha quý vị, có một cái sự nóng nực tại vì nó một không gian kính. Cái cọng tóc của bạn nó bị dính ngay trên cái má bên tay phải của bạn. Nhưng bạn tập trung vào cái giọng hát từ đầu cho đến cuối, cho đến khi mà hết bài nhạc, nhìn anh Nam Cường cười một cái bắt đầu mới dạ em cảm ơn, mới vuốt nó qua. Điều đó em sẽ mang cho em một cái sự hấp dẫn, sự chuyên nghiệp, hấp dẫn những cái điều tuyệt vời nhất. Em mới có được cái màn trình diễn tuyệt vời như ngày hôm nay. Dạ, em cảm ơn anh Vũ. Tại vì sao? Tại vì khi mà Cường với lại Phương đang hát á, anh có liếc nhẹ. Ủa liếc nhẹ hả? Liếc nặng nhẹ. Lắm, em thấy anh nặng lắm luôn á. Anh liếc qua bên tay phải hả? Liếc nhẹ qua đây thì anh thấy Vũ ngồi coi vậy nè. Ngồi nghe mà say mê đó. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tiết mục này, cái sự phối hợp của hai bạn rất là ý. Hai cái giọng nó hòa quyện vô với nhau. Một người thì nói về tình yêu một cái kiểu như là cuồng nhiệt, nóng bỏng dữ dội. Còn một người bên đây nói về tình yêu bằng một cái sự thâm trầm, cái nhẹ, sự nhẹ, sâu sắc đỉnh đạt. Tự nhiên hai cái con người đó với hai cái giọng hát nó kết hợp với nhau trong cái bài này, mình thấy nó hòa quyện, nó tuyệt vời. Chúc mừng. Đó chính là yêu đấy ạ. Và thưa quý vị, tất cả những điều hấp dẫn vẫn còn ở phía trước.
nhạt nhòa. Làm sao anh làm quên. Ngồi chờ 3 ngày rồi mà không chịu ra. Giận gì mà giận dai dữ vậy trời. Chịu ra rồi. Em, anh ngồi đây chờ 3 ngày rồi. Dễ được. Em ơi, em đừng có giận anh chị mà. Tại hôm qua anh đi trễ chút xíu rồi mà. Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt, không quên nhau cho qua mau cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Lòng anh đang chơi bơi tiếc thương duyên bấy lâu. Làm sao anh quên em, kỷ niệm xưa nay ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây. Một lần thôi nói tiếng yêu. Lần cuối trở nên âm thầm lặng quên. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho lên giận anh nữa nha. Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt, không quên nhau cho qua mau cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Anh biết mà. Anh ơi ngày xưa em đã nói, nếu ta chia tay nhau chẳng vẫn vương, chẳng buồn lại sẽ không ướt mi. Em ơi lòng anh đang chơi vơi tiếc thương duyên bấy lâu. Làm sao anh quên em, kỷ niệm duyên ai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây. Một lần thôi nói tiếng yêu. Lần cuối trở nên âm thầm lặng quên. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho lên là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều và hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này trước đã. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên cho dịp phép Giang Tâm xin kính gửi đến ca sĩ khách mời cùng với khán giả tại trường quay cũng như khán giả đang đón xem trên TV ạ.
Xin chào Giáng Tâm. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục thú vị này. Cái tên Giáng Tâm cũng đẹp nữa. À, khi mà em bước xuống em hát á, thật sự ra là chị cũng hơi lo cho em, bởi vì anh Long á, là một nghệ sĩ coi như có chiêu trò dễ làm cho nghệ sĩ khác phân tâm khi hát. Mà em đã từ trên xuống là em đã làm cho mọi người ngạc nhiên, là em chơi đòn phản ngược lại với anh Long, là điểm đó là thấy em là nhập vô bài hát rồi đó. Rồi khi em xuống em cất lên cái giọng hát của em, cái bài hát này, thật sự ra bài hát này rất rất hợp với giọng của em luôn. Bởi vì cái chất giọng của em nó cao á, cách diễn xuất của em với anh Long rất là hòa hợp. Mặc dù anh Long ảnh quậy quá nhưng mà em vẫn giữ bình tĩnh, em không cười. Em diễn cho hết bài hát là quá hay rồi. Chúc mừng em. Cảm ơn chị. Cảm ơn à. Hay quá, Giáng Tâm không có phân tâm. Giáng Tâm, Giáng Tâm mà không phân tâm. Anh Hoàng Bách, anh nghĩ gì? Anh Kim Tử Long vẫn cho thấy mình là một người gạo cội và có một cái đẳng cấp chọn người hát chung với mình rất là chuẩn mực. Em nói anh là bái phục. Cái bài này nói chung là sinh ra dành cho hai người. Trời, nó thiệt là dễ thương quá đi. Mặc dù là anh Long anh quậy quá nhưng mà thực sự là tâm tĩnh lắm luôn á. Chị phải bái phục em. Em diễn như không diễn vậy đó. Trời, chị Tha lúc đầu chị còn sợ là em có vấn đề gì, em có lộ không vậy? Sao diễn bé này diễn tĩnh quá vậy? Rõ ràng là như vậy luôn á. Coi như là quá hay. Và đặc biệt là chị thích cái giọng của cô này, có nhã chữ á, rất là lạ. Và chúc mừng em đã làm rất tốt. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ.